Trong quá trình phá án, việc đầu tiên được đảm bảo phải luôn là kinh nghiệm và suy luận logic của những điều tra viên. Tuy nhiên, để có thể giải quyết được một vụ án trọn vẹn, con người không phải là yếu tố duy nhất. Đã có rất nhiều vụ án, dù người đứng ra giải quyết là những cấp lãnh đạo có kinh nghiệm lâu năm, nhưng vụ án vẫn rơi vào bế tắc. Và khi đó, những công nghệ điều tra sinh học như DNA, dấu vân tay luôn là những công cụ hỗ trợ quan trọng nhất. Điển hình như trong vụ án ngày hôm nay cũng vậy, nếu không có sự xuất hiện của những công nghệ điều tra này, có lẽ vụ án sẽ chẳng bao giờ được giải quyết. Và hung thủ có thể suýt chút nữa đã có thể trốn khỏi vòng vây của pháp luật. Vụ án đó là gì? Mời các bạn hãy cùng mình đón xem ngay trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh DNX. Làng Mạc Cầu, thị trấn Lai Cơ, thành phố Tân Mật, nằm cách thành phố Tân Mật 5,8 km về phía đông nam. Việc xây dựng giao thông những năm gần đây đã làm thay đổi diện mạo của làng đồi còn bất tiện. Đường nhựa đã được làm đến tận rìa làng. Vì gần đường cao tốc nên nhà của dân làng ở làng Mạc Cơ nằm rải rác dọc theo đường cao tốc, trải dài 3-4 km từ bắc xuống nam. Từ năm 1993, làng Mạc Cơ cũng trải qua một thời gian ngắn khai thác than vì nằm ở thành phố Tân Mật, nơi có nguồn tài nguyên than dồi dào. Công nhân nhập cư từ khắp nơi ở trên cả nước đổ về khu vực sản xuất than của thành phố Tân Mật. Làng Mạc Cầu vì vậy mà trở nên sống động hơn rất nhiều. Vỉa than ở làng Mạc Cầu không dày, nhưng nhiều hang động đã được đào để khai thác than. Nhưng đến năm 1996, các mỏ than dần bị bỏ hoang vì các cuộc khai thác giảm đi. 7 giờ tối, ngày 26 tháng 11 năm 1996, tại ngôi làng Mạc Cầu vốn yên bình, bỗng dưng tối nay lại vô cùng ồn ào. Tiếng bước chân, tiếng gọi hòa cùng với ánh sáng của những chiếc đèn pin và những ngọn đuốc được thắp lên trong màn đêm. Tiểu Quách, cháu đang ở đâu? Tiểu Quách là tên con gái của nhà họ Trịnh. Cô bé chỉ mới 8 tuổi và hiện đang sống ở nhà với bà nội. Cha mẹ của Tiểu Quách đều đang đi làm kinh doanh ở Thường Châu. Gia đình có 4 người con, 2 trai và 2 gái. Cô bé là con út, rất dễ thương và có thành tích học tập rất tốt. Lúc này, mọi người đều đang đi tìm cô bé là bởi bà nội đã phát hiện ra cháu mình mất tích. Sau khi cô bé đi học, mãi đến chiều tối vẫn chưa thấy cháu về nên bà đã nhờ hàng xóm tìm kiếm giúp mình. Trong quá trình tìm kiếm, một số dân làng đã quyết định đi báo cảnh sát với hy vọng có sự giúp đỡ của cảnh sát thì sẽ nhanh chóng tìm được tung tích của cô bé hơn. 7 giờ 30 phút, cảnh sát trong làng Mạc Cầu đã có mặt để giúp đỡ bà con đi tìm. Thế nhưng, dù đã đi khắp nơi mà họ đoán là cô bé có thể đến hay đi dọc ra phía đường cao tốc, ruộng lúa, bờ ao, mỏ than nhưng vẫn không ai tìm thấy cô bé. Mọi người lúc này chỉ có thể an ủi bà nội của Tiểu Quách và trở về nhà vì trời đã gần như hừng sáng. 6 giờ 40 phút ngày 27 tháng 11, cha của Tiểu Quách là Trịnh Thân Kỳ vừa từ Thường Châu trở về sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ vào tối hôm qua. Lúc này, mọi người dân trong làng hầu hết đều trở lại công việc của mình. Việc tìm kiếm chỉ còn Trịnh Thân Kỳ, một số thanh niên trong làng và 2 viên cảnh sát. Vì việc tìm kiếm như thế này rất khó có kết quả, vậy nên cảnh sát đã quyết định sẽ tìm đến trường của Tiểu Quách và dò hỏi thông tin từ người dân xem có ai nhìn thấy cô bé ngày hôm qua hay không. Thế nhưng mọi manh mối lại bị đứt đoạn từ buổi trưa ngày hôm qua, tức là từ sau khi cô bé rời khỏi trường về nhà. Theo lời kể của 4 cô cậu bé đi bộ cùng với Tiểu Quách về nhà vào trưa ngày hôm qua, các em nói rằng sau khi tan học cả 5 cô cậu bé vừa đi vừa ríu rít nói chuyện. Tiểu Quách còn lấy ra một túi mì trẻ em trong cặp ra ăn. Thế nhưng các cô cậu bé này mải nói chuyện đùa giỡn nên một lúc sau đã không còn nhìn thấy Tiểu Quách đâu nữa. Bọn chúng cho rằng Tiểu Quách đang chơi trốn tìm nên liền vui vẻ tản ra tìm cô bé. Tiểu Linh 9 tuổi là cô bé thông minh và lém lỉnh. Để tìm được Tiểu Quách nhanh hơn các bạn khác, cô bé đã chủ động chạy đi hỏi người lớn ở ven đường. Sau khi hỏi một người gì, người phụ nữ này đã chỉ lên một cái dốc lớn cách lò than cách đó không xa. Thấy là lò than, Tiểu Linh có chút sợ hãi nên liền gọi cho các bạn đi cùng mình. Nhưng khi những người bạn này lên đến đỉnh dốc tìm thì hoàn toàn không thấy Tiểu Quách. Các cô cậu bé ngây thơ cho rằng có thể Tiểu Quách đã chạy về nhà trước
nên cuối cùng cũng không nghĩ gì mà tản về nhà riêng của mỗi người. Về phía gia đình Tiểu Quách, như đã nói trước đó, cha mẹ cô bé làm ăn ở xa, chỉ để lại hai đứa con út ở nhà với bà. Trưa ngày hôm đó, khi không thấy cháu gái về, bà nội của Tiểu Quách chỉ nghĩ là cô bé còn tiết học buổi chiều nên mới ở lại trường. Vậy nên bà cũng chưa lo lắng gì. Mãi cho đến buổi tối ngày hôm đó, khi tất cả bạn bè của cô bé đều đã trở về nhà, cháu gái lớn cũng đi học về, bà của Tiểu Quách mới cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Bà nhanh chóng chạy sang nhà những người hàng xóm hỏi xem cháu mình có ở đây hay không, nhưng tất cả mọi người đều lắc đầu, cho tới khi một trong bốn cô cậu bé lúc chiều nói rằng chiều nay lớp của chúng không có tiết học. Bà nội của Tiểu Quách mới đoán chắc rằng cháu mình đã mất tích. Bà nội của Tiểu Quách liền chạy thẳng về nhà, gọi điện báo tin cho hai vợ chồng con trai ở Thường Châu hay tin. Sau đó nhờ vào hàng xóm cùng cảnh sát làng chia nhau ra tìm kiếm nhưng không có kết quả. 5 giờ chiều ngày 27 tháng 11, lúc này cảnh sát vừa lấy xong những thông tin mà dân làng cung cấp. Có vẻ như địa điểm cuối cùng mà mọi người nhìn thấy Tiểu Quách chính là ở lò than trên con dốc kia. Lò than từ lâu đã bị bỏ hoang, ít người lui tới, mọi người nhanh chóng tiến đến địa điểm này. Bầu trời lúc này cũng đã dần tối, đội tìm kiếm càng thêm nhiều người tới giúp đỡ. Sau khi tìm hết ở phía ngoài lò than, cảnh sát Trần cầm đèn pin soi dọi vào chiếc hang động đã bỏ hoang của lò than này. Dưới ánh sáng mập mờ, thi thể của một cô bé đã được phát hiện. Bên này, mau qua đây, tìm thấy rồi. Tiếng hét của viên cảnh sát khiến cho mọi người nhanh chóng tập trung về phía hang động. Thi thể nằm ở đó chính là Tiểu Quách, người họ đang tìm kiếm. Điều đáng thương là hình ảnh thi thể lúc này, phần thân dưới của Tiểu Quách trần trụi, bị phủ lên trên rất nhiều đất, gần như chôn vùi toàn bộ thi thể. Trịnh Thân Kỳ nhìn thấy liền chạy đến run rẩy muốn ôm con gái. Thế nhưng để tránh hiện trường bị xáo trộn, các cảnh sát đã lập tức cản anh lại, đồng thời nhờ một số thanh niên giúp họ phong tỏa hiện trường. Cùng lúc đó, họ cũng gọi điện về cho đồn cảnh sát thành phố Tân Mật nhờ sự hỗ trợ. Ngay sau khi nhận được báo án, các bác sĩ pháp y của Sở Công an thành phố Tân Mật đã nhanh chóng đến hiện trường. Hiện trường là một hang động khai thác than bỏ hoang cách cực nam của ngôi làng Mạc Cầu một dặm. Trong hang động vẫn còn rất nhiều thanh gỗ và một ít dụng cụ bị công nhân trước đó bỏ lại. Tuy nhiên, những đồ dùng này đều đã cũ nên không thể sử dụng được. Thi thể của Tiểu Quách được tìm thấy cách cửa hang 5 mét, giống như mô tả của cảnh sát Mạc Cầu. Thi thể của cô bé ở phần thân dưới đã bị cởi ra, chiếc váy mà cô bé mặc cũng bị vứt cách đó 2 mét cùng với cặp sách của em. Qua kiểm tra sơ bộ, nạn nhân tử vong do ngạt thở cơ học, ở trên bắp tay có vết bầm tím, cho thấy hung thủ đã khống chế cô bé khi cô bé phản kháng lại. Trong âm đạo, các bác sĩ đã tìm thấy một ít tinh dịch. Họ nhanh chóng lấy mẫu sinh học của bé gái dưới ánh sáng của chiếc đèn pin. Đây cũng trở thành chìa khóa quan trọng để giải quyết vụ án trong tương lai. Ngoài những điều này, các bác sĩ nhận thấy ở phía sau lưng cô bé có nhiều vết thương, phần xương bả vai bị tổn thương nghiêm trọng do bị hung thủ nhấn mạnh xuống đất. Phần âm đạo cũng bị thương cực kỳ nặng nề. Không chỉ thế, vì bị hung thủ dùng đất lấp lên để che giấu tội ác, nên trong âm đạo, trên đầu, miệng đều bị dính đất. Tiểu Quách 8 tuổi ra đi trong tình trạng vô cùng đáng thương. Để giải quyết vụ án, các cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc điều tra. Đầu tiên, họ đã thu thập toàn bộ thông tin về vụ án thông qua đội điều tra của làng Mạc Cầu. Tiếp đó, đến từng nhà người dân ở trong khu vực để hỏi thăm tình hình. Và cuối cùng, tổ chức 3 cuộc họp thôn ở trong làng để thu thập manh mối. Như đã giới thiệu, thì ngôi làng này có rất nhiều công nhân nhập cư. Vậy nên, ngoài những người dân trong làng có quen biết nhau, việc tìm kiếm còn phải mở rộng ra với những đối tượng này. Cảnh sát thành phố Tân Mật đầu tiên đi đến nhà của Tiểu Quách, tìm hiểu và biết được lịch trình của cô bé trước khi mất tích. Đồng thời, cảnh sát không loại trừ khả năng có người đã dụ dỗ cô bé và ra tay sát hại nạn nhân để trả thù gia đình họ Trịnh. Vậy nên, họ đã hỏi Trịnh Thân Kỳ về những mối quan hệ xung quanh gia đình anh. Theo lời của Trịnh Thân Kỳ, sau khi gia đình họ sinh 3 đứa con đầu, hai vợ chồng đã chuyển đến sống và làm việc ở Thường Châu. Sau này, khi sinh ra Tiểu Quách, vì không thể nuôi hết cả 4 đứa, nên hai vợ chồng quyết định sẽ gửi 2 đứa nhỏ cho bà nội chăm sóc. Trong suốt thời gian đó, họ chỉ trở về quê vào các dịp lễ Tết
hoặc kỳ nghỉ hè của con. Nên để mà nói có gây thù chuốc oán với ai hay không thì câu trả lời chắc chắn là không. Ngoài ra, hàng xóm sinh sống xung quanh nhà đều đã biết mặt nhau mấy chục năm, chưa từng xích mích với ai. Không ai có khả năng là người làm như vậy với Tiểu Quách được. Cho đến hiện tại, cảnh sát vẫn tin rằng hung thủ có khả năng là người quen của gia đình. Bởi vì theo lời những đứa trẻ đi cùng, rõ ràng Tiểu Quách đã tự đi đến hang động của lò than bỏ hoang kia. Ở đây, chúng ta sẽ đặt ra giả thuyết như sau. Hung thủ là người quen của gia đình. Có thể hắn đã hẹn trước với Tiểu Quách hoặc là vô tình cho Tiểu Quách nhìn thấy và dụ dỗ cô bé chủ động đi về phía hiện trường. Tuy nhiên, với cách hành động của hung thủ, chúng ta phải tự đặt ra câu hỏi rằng liệu nếu đó là trả thù cá nhân thì tại sao hung thủ lại xâm hại tình dục một cô bé mới chỉ 8 tuổi? Rõ ràng, hành động này cho thấy bản thân hắn là một kẻ ấu dâm, biến thái, chứ không đơn giản là trả thù. Ý kiến này được đưa ra thì ý kiến khác bác bỏ. Cứ như vậy, cuộc tranh luận trong cuộc họp vẫn không hề dừng lại. Cho đến hiện tại, động cơ của hung thủ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Cái duy nhất mà cảnh sát có thể chắc chắn là tên này rất tàn nhẫn và vô cùng biến thái. Vì tại thời điểm này, việc điều tra dựa vào kỹ thuật khoa học chưa được phát triển, vậy nên manh mối sinh học mà cảnh sát thu được không thể được sử dụng để điều tra hung thủ. Tuy nhiên, điều đó không hề làm cản trở tinh thần tìm kiếm hung thủ của cảnh sát. Việc điều tra manh mối từ người dân vẫn được diễn ra. Hơn 800 công nhân nhập cư cùng với 256 hộ dân sống tại làng Mạc Cầu đã được thẩm vấn. Sau 4 ngày điều tra, cuối cùng một số manh mối liên quan đến vụ án cũng đã xuất hiện. Lý Chính Kiến, một công nhân nhập cư tại lò than số 5 làng Mạc Cầu cho biết, vào chiều ngày 25 tháng 11, anh nhìn thấy có hai người đàn ông xuất hiện trên đoạn đường đến hiện trường. Hai người có thái độ lén lút. Khi nhìn thấy Chính Kiến, cả hai đã chạy thẳng lên phía trên. Tuy nhiên, không ghé vào hang động bỏ hoang mà trịch sang hướng khác. Họ rõ ràng là đang muốn che giấu gì đó, không muốn cho người khác biết. Qua mô tả của Lý Chính Kiến, cảnh sát xác định được một trong hai người đàn ông tên là Trần Nhậm, 25 tuổi, công nhân nhập cư. Mặc dù thời gian mà bọn họ xuất hiện không phải là thời gian vụ án xảy ra, tuy nhiên hang động này từ lâu đã bỏ hoang. Việc họ xuất hiện tại đây trước đó chỉ một ngày nên rất đáng nghi. Chỉ 2 tiếng sau khi nhận được thông tin từ Lý Chính Kiến, cảnh sát đã có mặt tại lò than và gặp được Trần Nhậm. Thấy cảnh sát nghi ngờ mình, Trần Nhậm từ tốn rút một điếu thuốc từ trong túi ra hút. Sau khi hút được vài hơi, anh ta thở dài và nói rằng chiều ngày 25 tháng 11 quả thật là có ghé ngang hang động bỏ hoang kia nhưng không đi vào. Vì con đường đó có lối đi tắt đến quán nhậu cho nên anh ta và bạn mình là từ Kiệm Trấn mới đi theo hướng đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã đi đến gặp Từ Kiệm Trấn và chủ của quán nhậu mà bọn họ nói để xác nhận. Đúng như những gì Nhậm nói, ông chủ quán cho biết bọn họ đã đến chỗ mình từ chiều hôm đó đến tận khuya. Và quan trọng hơn là vào ngày 26 tháng 11, cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm. Theo người quản lý lò than, ngày 26, cả hai đều có mặt tại đây. Công việc của bọn họ bắt đầu từ 7 giờ sáng cho đến 6 giờ tối, nghỉ trưa 1 tiếng. Nhưng trong đó 30 phút là ăn cơm cùng với đồng nghiệp, chỉ 30 phút còn lại là mọi người được hoạt động tự do. Tuy nhiên, từ lò than đi đến hiện trường phải mất 10 phút đi xe đạp. Nếu tính cả đi và cả về thì họ chỉ có 10 phút để thực hiện tội ác. Nhưng dụ dỗ một đứa trẻ đến chỗ mình, xâm hại và sát hại, bỏ trốn chỉ trong 10 phút, liệu có thể hay không? Chưa kể là làm sao bọn họ có thể đoán đúng thời gian mà Tiểu Quách đi ngang qua đó được. Chính vì những manh mối này, cuối cùng Trần Nhậm và Từ Kiệm Trấn đã được loại khỏi danh sách tình nghi. Ngay lúc này, từ phía đội điều tra tại hiện trường đã có thêm manh mối đáng nghi. Cảnh sát đã tìm thấy vỏ mì trẻ em còn ăn thừa trên đoạn đường lên hiện trường cách hang động khoảng 120m. Gói mì còn rất mới, cho thấy nó mới chỉ bị xé trước đó một ngày. Đồng thời dựa trên lời kể của những đứa trẻ kia, cảnh sát nghi ngờ đây chính là gói mì mà Tiểu Quách đã ăn ngày hôm đó. Chúng ta có thể hình dung như sau, từ trường Tiểu Quách đi về nhà là đoạn đường thẳng 2km. Đoạn đường đi lên hang động của lò than bỏ hoang nằm ở giữa hai vị trí này, nằm ở hướng bên phải. Đi chưa đến 500m thì sẽ đến lò than bỏ hoang kia,
nhưng hầu như rất ít người đi đoạn đường đó. Cũng có nghĩa là trong đoạn đường về nhà, không biết vì lý do gì cô bé Tiểu Quách đã đi lên hướng lò than. Tuy nhiên, chỉ mới đi được một đoạn thì cô bé đã bị ai đó kéo lại. Theo như phản xạ tự nhiên, cô bé đã bỏ gói mì trẻ em ra khỏi tay, nhưng sau đó em lại bị bắt đến hiện trường. Không chỉ vậy, cảnh sát phát hiện ra một điếu thuốc còn mới bị cháy dở ở bên ngoài hang động. Ai lại rảnh rỗi đến đây chỉ để hút thuốc? Có khả năng đây chính là manh mối mà tên hung thủ đã để lại sau khi ra tay với nạn nhân. Cảnh sát ngay sau đó đã xác định được hãng thuốc lá thông qua đầu lọc. Đây là một hãng thuốc lá ở An Huy và rất kén người sử dụng. Hầu hết chỉ có người An Huy là hút loại này. Nói đến đây, cảnh sát Châu sực nhớ đến Trần Nhậm. Hình như đầu lọc thuốc lá này chính là loại thuốc mà anh ta từng hút trước mặt cảnh sát trong lần gặp trước. Nhưng chẳng phải anh ta đã nói mình chưa từng đi vào phía lò than bỏ hoang này hay sao? Để xác minh suy đoán của mình, cảnh sát đã một lần nữa đến nơi làm việc và gặp Trần Nhậm. Thông qua tìm hiểu, bọn họ xác định được Trần Nhậm chính là người ở An Huy, rời quê hương và đến làng Mạc Cầu được 8 tháng. Và điều bất ngờ là anh ta rõ ràng có quen biết với gia đình họ Trịnh. Dù manh mối mà cảnh sát thu thập được tại hiện trường đều có liên quan đến Trần Nhậm, thế nhưng anh ta một mực xác định mình không đi về phía lò than. Thấy Nhậm kháng cáo và cố chấp, các cảnh sát đã tìm đến Từ Kiệm Trấn, người đi cùng với Trần Nhậm để thẩm vấn. Tại đây, Trấn lúc đầu cũng xác định mình và Nhậm không đến lò than, nhưng khoảng vài phút sau, anh ta như nhớ ra điều gì đó và xác nhận Trần Nhậm có ghé qua lò than. Theo lời kể của Từ Kiệm Trấn, khoảng 10 giờ ngày 25 tháng 11 sau khi cả hai ra về từ quán nhậu, khi đang đi được một đoạn đường thì Trần Nhậm bỗng dưng nói là mình muốn đi vệ sinh. Trấn đồng ý đợi và chỉ về hướng lò than gần đó, nói Nhậm vào xử lý nhanh chóng còn mình thì đứng ở ngoài đợi. Sau khi tường thuật lại những lời này, Trần Nhậm ôm đầu và cố gắng nhớ lại sự việc. Hóa ra là khi đó Trần Nhậm say xỉn, lọ mọ bước đến cửa hang động và xả stress tại đây. Trong cơn thoải mái, anh ta đã vui vẻ đốt và hút một điếu thuốc. Đó cũng là lý do tại sao lại xuất hiện manh mối cho thấy anh ta ở hiện trường. Đến ngày hôm sau, tức là ngày 26, cũng là ngày Tiểu Quách mất tích. Một số đồng nghiệp ở trong lò than cũng đã xác định hai người Trần Nhậm và Từ Kiệm Trấn đã làm việc cùng họ cả ngày. Đến tối, khi nghe tin tìm Tiểu Quách, hai người bọn họ cùng với ba người khác đã lập thành một nhóm cùng nhau đi tìm kiếm. Như vậy thì bọn họ hoàn toàn không có thời gian phạm tội. Cuộc điều tra tưởng rằng đã có kết quả, cuối cùng lại trở về con số 0. Sau đó cảnh sát đã mở nhiều cuộc điều tra, nhưng vụ việc vẫn không có tiến triển gì. Kẻ giết người như thể đã biến mất không dấu vết, không ai biết hắn là ai và hắn đã trốn tránh sự tìm kiếm của cảnh sát như thế nào trong suốt gần 2 thập kỷ. Người dân trong làng vô cùng hoảng sợ vì sự việc này xảy ra trên con đường duy nhất dành cho trẻ em đến trường. Sau khi vụ việc xảy ra, các bậc phụ huynh rất lo lắng và bắt đầu đưa con đến trường hàng ngày. Một số người dân làng thậm chí còn đề nghị với ủy ban thôn rằng nên phá bỏ các lò than và hang động bỏ hoang để ngăn chặn kẻ xấu ẩn nấp bên trong. Sau những phản ánh của quần chúng, cuối cùng ủy ban thôn đã gọi xe nâng để bịt kín tất cả các lối vào hang động nơi hung thủ có thể ẩn náu. Đến khoảng năm 2000, với việc xây dựng các đường cao tốc gần đó và thực hiện chính sách san lấp mặt bằng, mối nguy hiểm tiềm ẩn này đã được loại bỏ hoàn toàn. Tất cả các hang động bị bỏ hoang đều được san bằng và các sườn dốc được lát đá. Hiện trường vụ án năm nào nay cũng không còn nữa. Mặc dù mối nguy hiểm tiềm ẩn đã biến mất, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết trong một thời gian dài và tin đồn bắt đầu lan truyền. Khoảng vài năm sau, ở làng Phần Cầu cách đó không xa, một vụ án xảy ra khiến cho người dân làng Mạc Cầu cho rằng hung thủ năm đó đã bị giết chết. Một người đàn ông xấu xa đã tấn công phụ nữ trên đường về nhà. Không may cho hắn, khi người phụ nữ đã thoát thân được, một người dân làng gần đó khi nghe kêu cứu đã đến vây bắt hắn ta. Trong quá trình giằng co, không may hắn ta bị chính viên đạn ở trong súng của mình mang theo ghim trúng và tử vong tại chỗ. Dù cảnh sát địa phương không công bố vụ án, nhưng thông qua truyền miệng, người dân làng Mạc Cầu cho rằng tên tội phạm này chính là kẻ đã ra tay tấn công Tiểu Quách vài năm trước.
Sự việc năm đó dù bị đồn thổi nhưng gia đình họ Trịnh vẫn không tin kẻ sát nhân đã bị bắt. Trong suốt 5 năm tiếp theo, họ luôn ghé tới đồn cảnh sát với hy vọng sẽ có thêm thông tin mới. Nhưng kết quả là đến tận 17 năm sau, sự thật về cái chết của con gái họ mới được sáng tỏ. Vào năm 2013, với sự phát triển của công nghệ phát hiện DNA, các vụ án chưa được giải quyết đã được sắp xếp và điều tra lại. Vào ngày 18 tháng 3 năm 2013, các kỹ thuật viên cảnh sát đã trích xuất các mẫu sinh học từ âm đạo của nạn nhân Tiểu Quách sau khi cô bé bị sát hại và gửi chúng đến phòng thí nghiệm DNA của Văn phòng Công an thành phố Thường Châu để xét nghiệm. DNA của một nam giới đã được phát hiện thành công. Tuy nhiên, khi đưa lên cơ sở dữ liệu thì họ lại không tìm thấy thông tin của người nào khớp với nghi phạm. Vụ án sau gần 2 thập kỷ vừa có bước đột phá thì lại nhanh chóng bị tắt dụi. Hồ sơ vụ án lại được kéo dài thêm một thời gian tiếp theo. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2016, phòng thí nghiệm DNA của Sở Công an thành phố Tân Mật cũng đã phát hiện thành công DNA nam giới từ mẫu âm đạo của Tiểu Quách. Tuy nhiên, không giống như lần trước, ở lần này, thông qua so sánh cơ sở dữ liệu DNA của tỉnh Hà Nam, cảnh sát đã phát hiện ra rằng DNA trùng khớp với một người tên Lưu Tân Khương, một người dân ở làng Lưỡng Trang, thị trấn Hồ Quảng, huyện Đan Thành, thành phố Chu Khẩu. Sau khi so sánh nhiều lần, cuối cùng, nghi phạm của vụ án năm 1996 cuối cùng đã được xác nhận. Đến thời điểm này, đã 20 năm trôi qua kể từ khi vụ án xảy ra và thời hạn khởi tố của các vụ án lớn cũng đã hết. Vào ngày 9 tháng 1 năm 2017, cơ quan công an tìm ra anh trai của Lưu Tân Khương. Người này tiết lộ rằng Lưu Tân Khương đã hơn 20 năm không trở về nhà và đang làm việc tại mỏ dầu Karamay ở Tân Cương. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, 21 năm sau khi vụ án xảy ra, trước tòa nhà số 8 của cộng đồng Thiên Viên, thị trấn Kim Long, thành phố Karamay, Tân Cương, nghi phạm hình sự Lưu Tân Khương cuối cùng đã bị bắt khi đang làm việc. Khi vừa nhìn thấy cảnh sát, Lưu Tân Khương không nói không rằng, nhanh chóng di chuyển, tránh khỏi tầm mắt của các điều tra viên. Anh ta không vội vã bỏ chạy mà chỉ lặng lẽ lùi dần về phía sau. Tuy nhiên, dù làm như vậy, Khương cũng không thể qua mặt được cảnh sát. Họ nhanh chóng bắt được anh ta và đưa anh ta ra công lý. Vào ngày 5 tháng 3 năm 2017, cảnh sát xác nhận thông qua việc chuyển giao mẫu máu của Lưu Tân Khương và mẫu máu của cha mẹ Tiểu Quách, kết quả xét nghiệm đa hình STR trong dịch tiết âm đạo của Tiểu Quách được lấy từ tỷ lệ khả năng của Lưu Tân Khương là 1,087 lần. Tỷ lệ khả năng là tỷ lệ xác suất theo hai giả thuyết. Nghĩa là trong cùng điều kiện, đó là tỷ số giữa xác suất của một sự kiện cụ thể với xác suất của một sự kiện ngẫu nhiên. Để dễ hiểu thì các bạn chỉ cần biết để xác định nghi phạm và tội phạm là cùng một người, giá trị tỷ lệ khả năng sẽ lớn hơn 1. Ngược lại, khi họ là những người khác nhau, giá trị tỷ lệ khả năng phải nhỏ hơn 1. Lúc này, giá trị tỷ lệ khả năng của Lưu Tân Khương là lớn hơn 1. Cũng có nghĩa là Khương và tên tội phạm năm 1996 là cùng một người. Cảnh sát sau đó đã đưa Lưu Tân Khương đến đồn thẩm vấn. Tại đây, sự thật bị chôn giấu suốt 2 thập kỷ, cuối cùng cũng được tiết lộ. Lưu Tân Khương lúc này đã 43 tuổi. Sau khi nhận cáo buộc từ phía cảnh sát, hắn đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Lưu Tân Khương, sinh năm 1974, có trình độ tiểu học và là người dân ở làng hành chính Lưỡng Trang, thị trấn Hồ Quảng, huyện Đan Thành, thành phố Chu Khẩu. Cha mẹ của Lưu Tân Khương là nông dân bình thường và anh cả của anh cũng làm việc tại nhà. Từ nhỏ, Khương đã được cha mẹ yêu thương và cố gắng chu cấp đầy đủ nhất cho con. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh nghèo khổ nên sau khi học hết tiểu học, Khương ở nhà và bắt đầu trở thành một người lao động. Công việc đầu tiên của hắn chỉ đơn giản là ở nhà giúp mẹ lo việc vặt. Thế nhưng, tuổi thơ nghèo khó và không được đi học khiến hắn tủi nhục trước bạn bè của mình. Lớn lên một tí, Khương bắt đầu bộc lộ tính cách ham ăn lười làm, thích giao du kết bạn với những kẻ xấu xa. Có lần, hắn ta cùng nhóm bạn xấu đánh người, khiến cho người đó phải nhập viện và cha mẹ Khương phải mất 6 tháng làm việc mới có thể trả hết tiền viện phí. Dù gây ra lỗi sai, nhưng Khương không thấy hối hận hay thương cha mẹ hơn, mà ngược lại, hắn cảm thấy mình không may mắn khi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ.
Sau này, hắn cũng đã rời khỏi nhà và làm việc trên thị trấn. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, hắn đã quay về nhà và trở lại cuộc sống ăn bám cha mẹ. Năm 1996, lúc này Lưu Tân Khương 22 tuổi. Thời điểm này, hắn được một người bạn giới thiệu đến Tân Mật để làm công việc trong mỏ than. Công việc tuy có chút nặng nhọc, nhưng số tiền thù lao bù lại rất cao. Chỉ cần vài năm là hắn có thể lấy vợ sinh con và có nhà riêng. Nghe những lời này, Lưu Tân Khương đương nhiên vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Vào ngày 24 tháng 11, hắn ta đến làm việc tại một mỏ than tư nhân ở làng Mạc Cầu, thị trấn Lai Cơ, thành phố Tân Mật, tỉnh Hà Nam. Công việc có vẻ nặng nề hơn hắn nghĩ. Chỉ mới làm được 2 ngày mà hắn ta đã bắt đầu cảm thấy cực nhọc. Để giải tỏa tâm trạng, ngày 26 tháng 11, Lưu Tân Khương đã đi đến một quán ăn trưa, gọi thêm một chai rượu và uống một mình. Một lúc sau, thấy hắn không còn tỉnh táo, ông chủ tiệm liền khuyên can và nói hắn mau trở về nhà. Nghe vậy, Khương cũng đứng dậy đi về. Lúc này, hắn đã lựa chọn về bằng con đường tắt, đoạn đường dốc có hang động bỏ hoang kia. Trong cơn say rượu, hắn bất chợt nhìn thấy Tiểu Quách đang đi bộ một mình lên hướng của mình. Không biết là do say xỉn hay do lâu ngày không được giải quyết nhu cầu của mình, lúc này tên điên Lưu Tân Khương nảy ra một ý định vô cùng biến thái. Hắn hèn nhát, lặng lẽ nhìn xung quanh, sau đó tiến đến phía sau của Quách khi cô bé đang đứng dưới một cái cây để ăn nốt gói mì trẻ em. Hắn dùng tay bịt miệng và mũi của Tiểu Quách khiến cho cô bé giật mình và thả gói mì trên tay xuống. Cô bé vùng vẫy, dùng tay bấu vào tay của Khương nhưng vô tác dụng. Hắn ôm chầm cô bé, chạy về hang động bị bỏ hoang ở ven đường. Tại đây, hắn vứt cô bé xuống đất. Tiểu Quách thấy vậy òa khóc lớn rồi dùng cặp sách để ở phía trước nhằm ngăn chặn gã đàn ông biến thái trước mặt mình. Lưu Tân Khương thấy vậy liền giật lấy cặp sách khỏi tay cô bé rồi ném sang một bên. Tiếp theo, hắn nhấn mạnh cô bé xuống đất, mặc cho cô bé gào khóc van xin rồi cưỡng bức Tiểu Quách. Để tránh gây ra tiếng động, hắn vừa thực hiện hành động tàn bạo của mình, vừa dùng tay bóp cổ, sau đó bịt miệng cô bé lại. Trong thời gian này, những cô cậu bé kia cũng đang lên tìm bạn mình. Tuy nhiên, bọn trẻ chỉ dám đứng ngoài gọi tên rồi bỏ đi. Sau khi thực hiện xong hành vi biến thái của mình, Khương bỏ tay ra khỏi miệng cô bé và phát hiện lúc này cô bé đã tử vong. Hắn không những không thấy tội lỗi mà lúc này chỉ cố gắng suy nghĩ cách nào để che giấu tội ác của mình. Cuối cùng, hắn dùng xẻng có ở trong hang động, đào một ít đất lấp lên trên thi thể của Tiểu Quách. Sau khi xong hết mọi việc, hắn loạng choạng đứng dậy và bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Tối ngày hôm đó, hắn có nghe đến việc mất tích của Tiểu Quách thông qua đồng nghiệp. Tuy nhiên, hắn chẳng có chút sợ hãi nào mà còn giả vờ hỏi thăm tung tích của cô bé. Trong quá trình điều tra, hắn cũng rất nhiệt tình cung cấp thông tin cho cảnh sát. Sau đó một khoảng thời gian, để tránh bị nghi ngờ, hắn vẫn ở lại Mạc Cầu làm việc. Đến khoảng 2 tháng sau thì hắn xin nghỉ việc để di chuyển đến khu vực khác sinh sống. Trong suốt 20 năm, hắn không hề sợ hãi mà vẫn tiếp tục đi đến nhiều nơi để xin việc làm. Tuy nhiên, đã làm việc xấu thì chắc chắn hắn vẫn có một chút chột dạ. Mỗi khi có thông tin về vụ án trẻ em được chiếu trên TV hoặc báo đài, hắn đều quyết định đổi chỗ làm. Hành động này như thể hắn đang chạy trốn quá khứ và tội lỗi của hắn. Vậy liệu bản án dành cho Lưu Tân Khương có còn phù hợp? Bởi 21 năm là quá dài đối với một vụ án hình sự. Điều 87 Bộ Luật Hình sự nước Trung Quốc quy định, trong trường hợp hình phạt tối đa theo luật định là tù chung thân hoặc tử hình thì thời hạn truy tố là 20 năm. Xét thấy bị cáo Lưu Tân Khương trong vụ án này đã dùng bạo lực cưỡng hiếp một cô gái trẻ khiến cô gái tử vong. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Tân Mật đã ra quyết định xử lý. Sau khi nghiên cứu đã quyết định báo cáo vụ việc lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để phê chuẩn khởi tố. Sau khi xem xét, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng hành vi cưỡng hiếp bé gái khiến cô gái trẻ tử vong của bị cáo Lưu Tân Khương mặc dù đã quá thời hạn truy tố 20 năm nhưng hành vi phạm tội là nghiêm trọng, hậu quả nghiêm trọng, phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Đến đây, sau 21 năm chờ đợi, cuối cùng gia đình của cô bé Tiểu Quách cũng được an ủi. Ngày 24 tháng 3 năm 2018, bản án sơ thẩm vụ án bị cáo Lưu Tân Khương cưỡng hiếp bé gái 8 tuổi Tiểu Quách
bước đầu được Viện Kiểm sát thành phố Tân Mật, tỉnh Hà Nam thụ lý và chuyển lên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trong quá trình xét xử, tòa án đã thông qua ý kiến của Viện Kiểm sát và tuyên án tử hình bị cáo Lưu Tân Khương về tội hiếp dâm theo quy định của pháp luật. Anh ta bị đình chỉ 2 năm và bị tước quyền chính trị suốt đời. Tòa án đã bồi thường cho nguyên đơn trong vụ kiện dân sự những thiệt hại kinh tế khác nhau với tổng giá trị hơn 42.000 nhân dân tệ. Sau phiên tòa, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thường Châu cho rằng bị cáo Lưu Tân Khương đã cưỡng hiếp một người và gây ra cái chết cho nạn nhân là một cô gái trẻ dưới 14 tuổi. Vụ án đã gây hoang mang cho người dân địa phương và học sinh và gây ảnh hưởng vô cùng tiêu cực. Tòa án cũng xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã qua thời kỳ truy tố và có thái độ nhận tội tốt sau khi được đưa ra công lý nên đưa ra phán quyết trên. Lưu Tân Khương bày tỏ sự chấp nhận trước tòa và sẽ không kháng cáo. Theo quy định của pháp luật, bản án sẽ chính thức có hiệu lực sau khi hết thời hạn kháng cáo và được Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Hà Nam phê duyệt. Bản án cuối cùng sau nhiều lần xét xử dành cho Lưu Tân Khương chính là tử hình. Vụ án sau 21 năm cuối cùng đã có kết quả. Thật may mắn khi sau 21 năm, dù đã hết hạn truy tố, nhưng kết cục dành cho tên tội phạm đã chạy trốn này khiến dư luận vô cùng hài lòng. Trong 21 năm đó, chẳng ai có thể biết được gia đình họ Trịnh đã mất mát và đau khổ như thế nào khi chưa tìm được kẻ giết con gái mình. Cuối cùng thì công lý vẫn chiến thắng, dù là sau bao nhiêu năm đi nữa. Và một lần nữa, vụ án này đã khẳng định được công nghệ điều tra góp phần cực kỳ quan trọng trong quá trình điều tra tội phạm. Nói thẳng thắn thì, nếu không nhờ có sự xuất hiện của công nghệ DNA, có thể vụ án này đã không được giải quyết và vụ án mãi mãi sẽ bị chôn vùi. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Nếu bạn có bất kỳ vụ án nào và muốn tụi mình tìm hiểu thì đừng ngại chia sẻ ở trong phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.